Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Việc cải thiện năng lực điều hành của chính quyền địa phương đã thúc đẩy thu hút FDI hiệu quả ngay cả trong giai đoạn năm 2021 bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Chi tiết sẽ có trong phần tiêu điểm bản tin ngày hôm nay. Sự đón tiếp nồng hậu của chủ nhà Việt Nam tại SEA Games 31 đã tạo ra nhiều thiện cảm ấn tượng với bạn bè quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 20 tháng 5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin và đoàn đại biểu Quốc hội Singapore đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan Jin vui mừng lần đầu tiên sang thăm chính thức, chứng kiến những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Chúc mừng Việt Nam là nước chủ nhà SEA Games 31 trong điều kiện khó khăn sau dịch bệnh, đã tổ chức ở trình độ cao, đón tiếp chu đáo nồng hậu các đoàn thể thao, gia đình các vận động viên và khách quốc tế, qua đó tạo ấn tượng rất tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Singapore nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Singapore coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, phát huy những thành tựu đã đạt được, mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới như công nghệ số, chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân là một cơ sở quan trọng cho quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Singapore thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác, tăng cường trao đổi tiếp xúc giữa các nghị sĩ, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn và hợp tác tại các diễn đàn quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Singapore sẽ là dấu mốc quan trọng trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Tổng Bí thư đánh giá cao những thành tựu của hợp tác hai nước, cảm ơn sự hỗ trợ của Singapore đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Việt Nam thực hiện chủ trương là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Singapore và Việt Nam cùng là thành viên ASEAN, có nhiều sự tương đồng về văn hóa, có nhiều lợi ích chung. Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác trong các lĩnh vực, bổ sung cho nhau và phối hợp tại các thể chế đa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí về việc mở rộng quan hệ giữa nhân dân hai nước, đề nghị Singapore tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở Singapore. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước và đề nghị hai quốc hội tiếp tục hoàn thiện luật pháp, cơ chế và có các biện pháp cụ thể để triển khai hợp tác giữa hai nước. Trước đó, tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin đang thăm chính thức Việt Nam vào sáng ngày 20 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Singapore đã đạt được những thành tựu vượt bậc. Thủ tướng vui mừng nhận thấy, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn tăng trưởng tích cực, đạt 8,3 tỷ đô la Mỹ năm 2021, tăng trên 23% so với năm 2020. Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận, hợp tác song phương, mong muốn Quốc hội hai bên tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho quá trình hợp tác phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, trong đó tập trung vào các lĩnh vực Singapore có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, năng lượng xanh, kinh tế số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin đánh giá cao nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhất trong khu vực. Quốc hội Singapore ủng hộ sự hợp tác giữa hai chính phủ, ủng hộ các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam, mở rộng các khu công nghiệp V-Ship ở các địa phương khác để càng ngày càng thắt chặt và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 5, tức là thứ hai tuần sau. Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 5 luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Đây là thông tin từ cuộc họp báo về kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào chiều ngày 20 tháng 5. Theo dự kiến, trong 19 ngày họp tập trung, Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét, thông qua luật cảnh sát cơ động, luật điện ảnh sửa đổi, luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, luật thi đua khen thưởng sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ.
Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và 3 dự án đường bộ cao tốc ở khu vực phía Nam. Quốc hội cũng sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Kỳ họp dự kiến bế mạc vào ngày 16 tháng 6. Kết quả chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế. Nổi bật trong đó là dấu ấn về những đóng góp tích cực của Việt Nam với hòa bình hợp tác ở khu vực, những thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam và triển vọng quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Bình luận về kết quả chuyến thăm, thời báo The Economic Times nhận định chuyến công du Hoa Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tái khẳng định vai trò then chốt của Việt Nam trong góp phần định hình hợp tác của Hoa Kỳ với các nước ASEAN. Những chính sách được Thủ tướng tái khẳng định như tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như giải quyết các bất đồng, khác biệt thông qua đối thoại và hợp tác, đã cho thấy lập trường đối ngoại cân bằng, có nguyên tắc và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực Đông Nam Á. Tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ lần này, Việt Nam được nhìn nhận là điểm sáng ở khu vực. Tờ Washington Times cho rằng vai trò vị thế dẫn dắt của Việt Nam ở khu vực ngày càng được khẳng định, nhất là trong ứng phó chủ động với những thách thức phi truyền thống như dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Ghi nhận cuộc trao đổi của Thủ tướng với những doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ, đại diện Phòng Thương mại Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam đang khẳng định vai trò lãnh đạo ở khu vực. Không chỉ tăng trưởng kinh tế, những cam kết cải cách của Việt Nam còn là hình mẫu cho các quốc gia khác. Trang tin của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế bình luận, trong tầm nhìn của Hoa Kỳ về khung kinh tế khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Việt Nam là đối tác nhiều tiềm năng trong phát triển chuỗi cung ứng ổn định, hạ tầng và năng lượng tái tạo. Chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là cơ hội để hai nước bàn thảo đạt được những tiến triển quan trọng trong hợp tác song phương. Bài phát biểu của Thủ tướng tại Đại học Harvard về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng ở Việt Nam và tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế về chủ đề chân thành lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn cũng được giới học giả, chuyên gia hàng đầu thế giới rất quan tâm và đánh giá cao. Trang tin của Đại học Harvard nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, thế nhưng những cam kết của Việt Nam với chủ nghĩa đa phương sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia. Các cuộc tiếp xúc, làm việc của Thủ tướng với Tổng thống Mỹ và hàng loạt lãnh đạo cao cấp trong Quốc hội và chính quyền Mỹ đã góp phần thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng thiết thực, hiệu quả. Các mục tiêu mà Việt Nam đã đạt được là kết quả của quá trình phối hợp điều hành tốt. Đó là độc lập tự chủ nhưng vẫn hội nhập tốt. Chúng ta cần độc lập và đủ mạnh để làm chủ được những phức tạp căng thẳng từ các mối quan hệ mà quá trình hội nhập gây ra. Và đó cũng là chủ đề đã được thảo luận sâu sắc trong cuộc tọa đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng cũng nêu ra những vấn đề về biến đổi khí hậu mà các nước phải cùng nhau giải quyết và một nước đang phát triển như Việt Nam đã và đang triển khai như thế nào và trách nhiệm của những nước phát triển hơn như Mỹ phải thể hiện vai trò là nước đi đầu. Tôi nghĩ sẽ rất quan trọng để chính quyền và người dân Mỹ nghe được những thông điệp từ các đối tác như Việt Nam. Sau lần đầu tổ chức thành công, Diễn đàn Quản trị cấp cao Việt Nam-Singapore VSPF lần thứ 2 tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội và trực tuyến tại đầu cầu Singapore với chủ đề thực thi chiến lược tăng trưởng thành công và từng bước đưa tính bền vững vào trọng tâm chiến lược kinh doanh. Các diễn giả cho rằng, việc tăng trưởng thành công trong điều kiện bình thường mới đã trở thành ưu tiên ngày càng quan trọng đối với các hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và ban điều hành tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Singapore. Tại đây, lãnh đạo các tập đoàn lớn của hai quốc gia đã chia sẻ những kinh nghiệm cụ thể trong việc thực thi chiến lược tăng trưởng thành công. Không chỉ là nhà đầu tư, chúng tôi là một đối tác lâu dài ở Việt Nam, thông qua khu công nghiệp Việt Nam-Singapore V-Ship hơn 20 năm qua. Song song với bình thường mới, gần đây chúng ta thường đề cập đến phát triển bền vững, đặc biệt sau hội nghị COP26. Phát triển bền vững đã trở thành ưu tiên hàng đầu của những người ra quyết định trong môi trường kinh tế, chính trị, kinh doanh hiện nay. Với những nội dung cốt lõi như đánh giá môi trường kinh doanh chiến lược châu Á, thực thi chiến lược tăng trưởng thành công, VSBF 2022 hứa hẹn mở ra những cơ hội kết nối giao thương, tạo cơ hội để các nhà quản lý chia sẻ kinh nghiệm. Chúng ta có cái điều kiện trao đổi các cái kinh nghiệm trong cái việc phát triển doanh nghiệp của mình,
làm sao để bền vững hơn trong giai đoạn tới, nó phù hợp với chủ trương chính sách của đất nước chúng ta, của các quốc gia hướng tới một cái nền kinh tế xanh hơn, hiệu quả hơn. Diễn đàn năm nay sẽ tập trung vào việc đưa tính bền vững vào trọng tâm chiến lược kinh doanh, và điều trên sẽ giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt các giải pháp bền vững, định hình tương lai của doanh nghiệp gắn với hành trình phát triển bền vững thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm cởi mở giữa các nhà lãnh đạo đồng cấp. Theo các chuyên gia, chiến lược chuyển đổi số sẽ là điều kiện tiên quyết giúp đa dạng hóa chuỗi sản xuất, tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tăng cường khả năng chống chịu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2021 vừa được công bố gần đây, thì những chỉ số thành phần như là gia nhập thị trường hay chi phí thời gian giải quyết thủ tục hành chính được nhận định là có liên quan rất sát đến nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Việc cải thiện năng lực điều hành của chính quyền địa phương được đánh giá là sẽ thúc đẩy thu hút FDI hiệu quả ngay cả trong giai đoạn năm 2021 bị tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua câu chuyện của tỉnh Quảng Ninh, là địa phương có 5 năm liên tiếp đứng đầu cả nước về chỉ số PCI và một số tỉnh thành của cả nước. Giữa năm ngoái, nơi này vẫn còn là một bãi đất trống. Vậy mà từ đầu năm đến nay, nhà máy của công ty Hàn Quốc này đã đi vào hoạt động và hiện có hơn 300 công nhân. Ban đầu, công ty tính là phải mất 1.5 năm thì mới xong các thủ tục thuê đất và dựng nhà xưởng ở Quảng Ninh. Thực tế thì chỉ hơn nửa năm đã xong. Từ ban quản lý dự án cho đến các cán bộ đều hướng dẫn tận tình các thủ tục để có thể thuê đất ở khu công nghiệp này. Ngay cả việc xây dựng nhà máy, rồi mua vật tư, thuê thợ thi công như thế nào, tôi cũng được giới thiệu, nên việc hoàn thiện nhà máy rất là nhanh. Trong năm 2021, với tác động không nhỏ của đại dịch COVID-19, Quảng Ninh vẫn thu hút được hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng gấp 3 lần so với năm trước đó. Riêng trong năm 2021 thì đối với khối doanh nghiệp FDI, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các cái tổ công tác riêng biệt, đặc thù để hỗ trợ cho từng dự án trọng điểm. Tỉnh đã có chỉ đạo thành lập các cái ban chỉ đạo về giải phóng mặt bằng mà người đứng đầu ban chỉ đạo phải là bí thư. Và như vậy thì tạo được một cái sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ xuyên suốt từ trên xuống. PCI đã trở thành tấm gương soi cho từng địa phương để tiếp tục cải cách hành chính nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Những động lực và thực tiễn cải cách tốt đã được lan tỏa ra cả nước. Các tỉnh nhóm sau trong bảng xếp hạng PCI đang có những nỗ lực vượt bậc để thu hẹp khoảng cách với các tỉnh dẫn đầu. Trước đây thì cái tiếp cận đất đai của Hưng Yên là điểm số rất là thấp. Riêng năm 2021 thì cái tiếp cận đất đai của Hưng Yên tăng lên rất là rõ rệt, là thể hiện là cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch chỉ đạo là các sở ban ngành là phải đồng hành với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những cái khó khăn trong cái vấn đề các thủ tục và là cam kết và đồng hành là hỗ trợ cho tới là coi như là dò hết dòng đời dự án. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy trình, đẩy mạnh số hóa sẽ tiếp tục mở ra không gian cải cách. Điều quan trọng là các địa phương sẽ nắm bắt những cơ hội này như thế nào để có thể đột phá trong quá trình cải cách. Theo các nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức quốc tế, những năm qua, chỉ số PCI liên tục cải thiện đã trở thành một công cụ quan trọng cho các nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Qua khảo sát hơn 1.200 doanh nghiệp trong báo cáo PCI năm nay, cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đóng góp những mong muốn, khuyến nghị của mình để mỗi địa phương tiếp tục cải thiện về chất lượng điều hành kinh tế hơn nữa, tạo điều kiện cho đầu tư và hoạt động tại Việt Nam trở nên thuận lợi hơn. Hiện tại, yếu tố rất quan trọng đối với nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài là khả năng xây dựng một cơ sở sản xuất không phát thải khí carbon tại Việt Nam, hoặc ít nhất là để giảm thiểu lượng khí thải carbon trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Và một trong những hạn chế ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam là khả năng tiếp cận năng lượng sạch. Ví dụ chúng tôi muốn biết liệu hệ thống điện mặt trời trên mái nhà của các nhà máy có thể được kết nối đến hệ thống điện lưới quốc gia hay không. Do đó, tôi nghĩ rằng yếu tố môi trường cần phải được tính đến. Các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ ngày càng xem xét yếu tố này khi xây dựng một nhà máy tại một tỉnh thành nào đó của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng một trong những điều quan trọng mà các nhà đầu tư tìm kiếm
là sự cởi mở và sự đáp ứng của địa phương. Khi doanh nghiệp muốn liên hệ làm việc, thì họ cảm thấy được chào đón và được giải đáp các thắc mắc kịp thời. Tôi nghĩ các địa phương nên chú ý đến việc đảm bảo có cơ sở hạ tầng tốt, cố gắng phát triển năng lượng sạch và môi trường cho các nhà đầu tư thấy sự quan tâm của các địa phương đến vấn đề biến đổi khí hậu và đào tạo lực lượng lao động để họ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Việt Nam đang là một trong những nước dẫn đầu thế giới về phát triển phần mềm, chỉ sau Ấn Độ. Chúng tôi tin tưởng rằng với chính sách minh bạch và nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước thành công trong việc phát triển nền kinh tế số và nó sẽ thúc đẩy việc giảm chi phí cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Doanh nghiệp luôn chờ đợi các chính sách tốt, định hướng tốt, phải làm giảm được chi phí, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp trên thực tế. Sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ và khu vực tư nhân chính là yếu tố quan trọng góp phần củng cố sự phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, cần có sự đồng nhất giữa các chính sách giữa chính phủ và các địa phương để cộng đồng doanh nghiệp có thể hoạt động một cách thuận lợi hơn. Có một thực tế là các tỉnh ở nhóm phía sau trong bảng xếp hạng chỉ số PCI đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với các tỉnh dẫn đầu trong các năm gần đây. Các doanh nghiệp FDI được khảo sát có chung nhận định rằng dù chịu những tác động tiêu cực từ dịch COVID-19, họ vẫn có niềm tin kinh doanh vững chắc tại Việt Nam. Việc liên tục cải thiện năng lực cạnh tranh của từng địa phương qua các năm sẽ thúc đẩy thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều hơn vào quá trình phục hồi mạnh mẽ và phát triển bền vững của Việt Nam. Trong phần tiếp theo của bản tin, lễ hội nhằm tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa kinh tế cho các sản phẩm chế biến từ cây sen Đồng Tháp. Cảm nhận vẻ đẹp của Hà Nội vào hè, hoa phượng, hoa bằng lăng, giăng kín phố phường. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Ngày 20 tháng 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô. Với tổng chiều dài hơn 110 km đi qua địa phận 3 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, đường Vành Đai 4, vùng thủ đô là dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo hình thức đầu tư công, kết hợp đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường dự kiến có tổng mức đầu tư gần 86.000 tỷ đồng với nguồn vốn từ ngân sách thành phố là hơn 23.500 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào năm 2027, dự án được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển cho thủ đô, kéo giãn mật độ dân cư và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Ngày 20 tháng 5, chuyến bay VJ-837 từ thủ đô Seoul, Hàn Quốc đến Nha Trang là chuyến bay đầu tiên kết nối trở lại các đường bay từ Hàn Quốc của hãng hàng không Vietjet. Sau Nha Trang, hãng này sẽ tiếp tục mở lại các đường bay kết nối với Seoul, nâng thành 6 đường bay kết nối Việt Nam-Hàn Quốc. Sẵn sàng đón làn sóng du lịch giữa hai nước khi Hàn Quốc thông báo chính thức cấp lại visa du lịch ngắn hạn cho du khách quốc tế và Việt Nam từ tháng 6 tới đây. Được biết, các đường bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với các nước châu Á cũng đã liên tiếp mở lại ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Tối ngày 19 tháng 5, chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề Sen Ngày Mới đã khai mạc tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Lễ hội sen nhằm tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa kinh tế cho các sản phẩm chế biến từ cây sen Đồng Tháp, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự. Chương trình văn nghệ khai mạc lễ hội sen mang đậm tinh thần sen, tinh thần của người Đồng Tháp, được dàn dựng công phu với ba chương: chuyện của sen, chuyện đất, chuyện người và chuyện sen ngày mới. Chương trình khai thác triệt để công nghệ lập trình ánh sáng kết hợp cùng âm nhạc và hiệu ứng sân khấu, tạo sự mới mẻ trong từng tiết mục biểu diễn. Sự kiện được thiết kế rất là đặc biệt, có cái hệ thống màn hình LED được hiệu ứng tối đa để minh họa các tiết mục đặc sắc. Thì cái lễ hội sen lần này với chủ đề sen ngày mới không những muốn mang những cái tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được trình diễn để mọi người trải nghiệm thưởng thức, mà nó còn toát lên cái nghĩa là cái lễ hội sen sẽ được lan tỏa đến khắp nơi, đến mọi miền đất nước, đến với mọi người để chúng ta tôn vinh cái giá trị của sen.
những cái gian hàng bán đồ lưu niệm, rồi như sen, từ sen, rồi những cái hàng hóa như là đặc trưng của Đồng Tháp á, cũng thấy cũng hay hay. Như đợt dịch tới giờ thì nay nhà nước tổ chức cái lễ hội này để cho người dân để đi vui chơi, để chiêm ngưỡng những cái đặc sắc của miền Đồng Tháp á, những cảnh đẹp, rồi đồ lưu niệm, cho người dân mình hiểu được cây sen nhiều hơn, với tìm hiểu về Đồng Tháp. Lễ hội không chỉ mang đến người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, mà còn là cơ hội để kết nối, phát huy giá trị kinh tế từ sen, đưa sản phẩm sen Đồng Tháp vươn lên tầm cao mới. Đồng Tháp đất sen hồng, thuần khiết như hồng sen, còn người Đồng Tháp thì nghĩa tình, năng động, sáng tạo và mong muốn với những cái tài hoa, với những cái tấm lòng của người Đồng Tháp tôn vinh giá trị sen thông qua những cái sản phẩm, những cái thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, rồi nhiều cái tác phẩm nghệ thuật kết nối để tạo ra những cái giá trị, không những là giá trị kinh tế và văn hóa tinh thần thông qua các chương trình nghệ thuật đêm nay. Trong khuôn khổ lễ hội sen Đồng Tháp có nhiều hoạt động xúc tiến du lịch khác như diễn đàn kết nối du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chương trình giao lưu đặc biệt Sen Trong Tôi, hội thảo nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm sen Đồng Tháp, xác lập kỷ lục 200 món ăn chế biến từ sen. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 21 tháng 5. SEA Games 31 được coi là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên trực tiếp diễn ra tại Việt Nam sau dịch COVID-19 kéo dài. Không khí SEA Games cùng sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhà Việt Nam đã tạo ra nhiều thiện cảm, ấn tượng với bạn bè quốc tế, mang đến cho Việt Nam cơ hội đón khách trở lại trong khu vực và quốc tế, cũng như xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, hấp dẫn trong tương lai. Với quy mô gần 4.000 m², trung tâm báo chí đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia là trái tim truyền đi những thông tin nóng hổi nhất của SEA Games 31. Có khoảng 600 phóng viên quốc tế tác nghiệp tại đây. Anh Mark, phóng viên của đài Mediacorp Singapore đến Việt Nam ở cả hai kỳ SEA Games mà Việt Nam là nước chủ nhà. 19 năm trước tôi có mặt ở Việt Nam để đưa tin về SEA Games 23. Sau đó tôi đã đi du lịch Việt Nam vài lần. Tôi vẫn thường theo sát những thông tin về các vận động viên của Việt Nam. Và tôi có tình bạn rất tốt đẹp với anh Viên. Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Kỳ SEA Games này, sau khi kết thúc công việc, tôi sẽ dành vài ngày ở Hà Nội và ăn một số món ăn đường phố mà tôi ưa thích. Chị Priska đến Việt Nam trước khi khai mạc SEA Games 31 2 ngày. Chị cảm nhận rõ sự thân thiện, mến khách của đội ngũ tình nguyện viên và hài lòng với công tác hậu cần đón tiếp tại Việt Nam. Các khu vực phục vụ tác nghiệp rất chuyên nghiệp và mọi thứ được kết nối nhanh chóng, thuận lợi. Tôi cũng đã lên kế hoạch trở lại Việt Nam, đi thăm các thành phố như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tôi rất yêu thích món phở và muốn đến các bãi biển đẹp ở đất nước các bạn. Từng tham gia các giải quốc gia, quốc tế, với tôi, ban tổ chức tại Việt Nam phối hợp rất tốt, tạo thuận lợi tối đa cho tất cả các đoàn tham gia. Hàng trăm tour du lịch được xây dựng phục vụ các đoàn vận động viên, phóng viên báo chí, khách quốc tế ở 12 địa phương có môn thi đấu, trong đó có nhiều tour du lịch miễn phí. Các bạn luôn để lại cho tôi những ấn tượng tốt đẹp, con người thân thiện, hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình. Rất vui khi tôi lại được đến đây kỳ SEA Games lần này. 10.000 khách quốc tế đến Việt Nam dịp SEA Games 31, dư địa để du lịch Việt Nam hồi phục với thông điệp an toàn mến khách. Dự kiến, khách quốc tế sẽ tăng trưởng từ 10 đến 20% sau mỗi kỳ SEA Games. Thưa quý vị, người Hà Nội đang được nhận món quà từ thiên nhiên, đó là những sắc hoa rực rỡ. Vào họa là lúc hoa phượng, hoa bằng lăng, giăng kín phố phường. Dù là bất cứ ai, giàu hay nghèo, công chức hay người dân lao động, tất cả đều nhận được món quà của tự nhiên. Lòng người vì thế mà cũng rộn ràng và yêu đời hơn. Những chùm hoa đỏ chói trên đường Thanh Niên, Hồ Trúc Bạch. Có những cây mới ra vài chùm, nhưng có những cây hoa phủ kín cả lá. Hoa phượng nhắc rằng hè đã tới. Nhưng năm nay, thời tiết Hà Nội thật đẹp, không có cái oi bức, nóng mệt. Lòng người vì thế mà có nhiều chỗ hơn cho những dễ chịu, yêu thương. Em thấy là khá là dễ chịu. Nó là rất là phù hợp để mà mình đi dạo, đi chơi các thứ với cả những người mà mình quý mến ấy. Đây là lần đầu tiên mà đi dạo Việt.
Tại vì trước đây thì thực ra cũng ở Hà Nội nhưng mà cũng chưa có cái trải nghiệm này. Nhưng mà thực sự đi qua đây thì thấy màu sắc của hoa và không khí thích quá nên bọn em đã quyết định là thử một lần. Và em cảm thấy thế nào với quyết định này? Rất là đáng ạ. Hoa không thiên vị ai, hoa chẳng dành riêng cho khu phố nào. Chỉ cần bước chân ra đường là thấy hoa răng khắp lối. Những con phố nằm ven sông Tô Lịch này vốn phải gánh thứ mùi khó chịu, nhưng nhờ có hoa phượng bằng lăng mà những con đường trở nên duyên dáng hơn. Trong phút dừng chân, giờ nghỉ trưa của những người lao động, những bông hoa giúp vơi bớt nhọc nhằn. Nói chung là mỗi người một cảm xúc, nhưng đối với tôi thì thật sự ra là cảm xúc nói chung là cũng trong người là cũng rất là khoan khoái, rất cảm thấy là trẻ thêm 1-2 tuổi gì đấy ạ. Những em học sinh cũng bắt đầu làm quen với những mùa hoa gắn với tuổi học trò của mình. Những em bé lớp 2 này đã biết viết những câu tập làm văn, ký họa những bức vẽ. Kỷ niệm học trò, ký ức tuổi thơ được dệt nên từ những mùa hoa như thế. Con cảm giác rất vui vì thiên nhiên đã tạo ra một loài hoa màu tím đúng ý con. Chiều nay, trên con đường đi học, đi làm về, ta sẽ thấy sắc đỏ phượng hồng hay bằng lăng tím vẫn đang bừng nở, dành tặng cho tất cả mọi người. Cuộc sống quanh ta vẫn có thật nhiều thứ đẹp đẽ để ngắm, để yêu. Vâng ạ, với việc đi lại giờ đây đã thuận tiện hơn rất nhiều. Khi mà dịch Covid-19 đang được kiểm soát thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đến với Hà Nội dịp này để có thể cảm nhận vẻ đẹp riêng có của thành phố khi chuẩn bị vào hạ. Đến đây thì bản tin thời sự cũng xin được kết thúc. Quý vị có thể xem trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.